Xin chào thầy cô và các bạn ha. Thì hôm nay tôi đang học hướng dẫn thầy cô cách để mà tạo bài một bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trực tuyến ở trên ứng dụng IOTA. Thì như thầy cô đã biết thì hiện nay IOTA là một trong những cái phần mềm cho phép tổ chức kiểm tra trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Bây giờ nó sẽ bắt đầu ha. Bắt đầu video nhé. Đầu tiên thì thầy cô vào cái trang IOTA.vn và sau đó thầy cô có thể đăng nhập bằng Zalo hoặc là đăng ký thành viên mới ha. Rồi có thể chọn tôi là giáo viên rồi sau đó nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu, email vào là xem như thầy cô đã đăng ký ở IOTA thành công. Thì mình không hướng dẫn đăng ký lên ha, tại vì mình cái này cũng khá đơn giản và mình đã đăng ký xong một cái tài khoản rồi. Thì ở đây thì em đã đăng ký xong một cái tài khoản, do đó em sẽ vào luôn. Thì sau khi đăng nhập vào thì ứng dụng IOTA thì ở đây chúng ta sẽ có được một cái giao diện như thế này đây. Thì ở đây thì thầy cô có thể thêm danh sách lớp vào, thêm sách lớp vào để khi nào kiểm tra thì mình sẽ giao cái bài đúng cho cái lớp đó cũng được ha. Thì đây ở đây ví dụ như ở đây thì em đã thêm danh sách vào ha. Rồi đã thêm danh sách của học sinh vào thì cách thêm danh sách cũng khá là đơn giản thôi. Thì thầy cô có thể vào cái đây ví dụ như đây có vào đây thì cô có thể thêm học sinh vào thì có thể là thêm vào họ tên, số điện thoại, ngày sinh. Thì số điện thoại, ngày sinh thì không bắt buộc ha, hoặc là có thể nhập từ file Excel. Thì ở đây mình có thể nhập một cái file Excel thì có thể tải cái file Excel mẫu về và thầy cô nhập vào để mà thêm danh sách học sinh vào. Kiểm tra thì cái đấy mình chỉ giao cho những học sinh thì này thì học sinh phải nhập đúng họ tên và số điện thoại thì mới có thể vào được ha, mới có thể vào làm và sau này mình mới có thể chấm điểm cho các em nó dễ hơn ha, chấm điểm cho các em và biết được em đó nằm ở lớp nào. Cách thứ hai là thầy cô không cần tạo lớp luôn mà thầy cô có thể tạo đề thi luôn ha. Thì đối với phần mềm IOTA thì khi mà thầy cô muốn tạo một đề thi trên IOTA thì cũng rất là đơn giản. Thì với IOTA thì chúng ta có thể tạo một đề thi trắc nghiệm hoặc là tự luận trên IOTA. Thì chúng ta vào phần đề thi thì ở đây thì mình đã tạo sẵn một số cái đề thi ha. Ngoài ra nếu như thầy cô muốn tạo đề thi mới thì thầy cô có thể chọn tạo đề ha. Thì ở đây mình có tạo đề thi bằng file Word.doc và tạo đề thi bằng file PDF. Thì ở đây hiện nay nó có một cái gọi là PDF 2.0. Thì với PDF.0 này thì thầy cô nó sẽ hỗ trợ cho việc đảo câu và đáp án luôn ha, và các câu hỏi nhóm. Còn đối với tạo đề thi PDF thông thường thì nó sẽ không có đảo câu và đảo đáp án ha, nó sẽ hạn chế chỗ đó. Thế đây ví dụ mình đầu tiên mình sẽ hướng dẫn tạo đề thi bằng file doc trước ha, Word. Thế đây thì thầy cô có thể sử dụng để mà tạo câu hỏi đề thi trắc nghiệm lẫn tự luận ha trên IOTA. Thì thầy cô có thể download cái đề mẫu về và để xem cách để mà tạo cái đề thi cũng khá là đơn giản thôi. Rồi ở đây thì em đã đăng đa, đây là một cái file mẫu ha của IOTA. Thì cô soạn thì IOTA nó chỉ nhận diện từ cái phần câu 1 này, từ cái phần câu cho xuống thôi. Phần phía trên này thì cô có để thông tin trường của mình là sao đó tỷ, thì cô chỉ nhận diện từ câu hỏi này trở xuống thôi. Và khi kết thúc hết thì câu hỏi thì nó sẽ có cái phần là chữ hết phía cuối ha, và chữ hết phía cuối và đáp án thì cô làm theo mẫu của nó như thế này. Rồi trong cái bảng như thế này rồi câu 1 chấm đáp án CA 2 chấm A 3 chấm C gì đó thì ở đây thì cô làm cái mẫu đáp án giống vậy thôi. Còn hướng dẫn chi tiết nếu có hướng dẫn thì chi tiết thì cô thêm ở đây phía dưới này câu 1 ví dụ câu 1 2 chấm thì có hướng dẫn chi tiết thì nó sẽ có phía dưới này. Còn nếu không thêm thì thôi, cái này cũng không ảnh hưởng ha. Rồi cái này là cái đề mẫu thôi. Thì đây em lấy một cái đề toán ha, cái đề toán lớp 9 thì em sẽ đăng thử ký đăng nhập thử cái đề toán lớp 9 này. Thì trong cái đề toán này nó sẽ có luôn cả câu trắc nghiệm và tự luận ha, trắc nghiệm 13 câu, 12 câu và tự luận là 4 câu. Rồi đáp án thì em đã để sẵn rồi. Có 12 câu là trắc nghiệm thì có đáp án, còn tự luận thì không có đáp án ha. Tự luận thì mình phải tự chấm ra thầy cô. Rồi bây giờ để tạo cái đề thi thì mình chọn kích vào đây khi hoặc là kéo thả vào cũng được. Rồi sau đó thầy cô chọn một cái đề để toán chính, rồi chọn cái phần đó, rồi mình ta nó sẽ tải lên cái đề của mình ha. Lúc này nó sẽ tải lên cái đề. Thì đối với công thức toán học á, thì IOTA nó nhận diện đôi lúc thì nó không có chính xác nha thầy cô. Dù những cái dấu này kia thì có thể nó nhận diện không có chính xác ha, dấu chữ lớn có khi nó không có đều nhau. Thì
đây, đây nó nhận diện đáp án cho mình luôn. Rồi câu hỏi nè, câu trắc nghiệm thì nó sẽ nhận diện đáp án luôn. Đó. Câu tự luận thì đây nó sẽ tự hiểu đây là tự luận nè. Đây nó hiểu đây là câu trắc nghiệm. Thì để cô có thể điều chỉnh lại cái phần điểm này. Ví dụ như tổng điểm trắc nghiệm của mình thì mình sẽ chia ra thôi. Trắc nghiệm mình ở đây mình là 3 điểm thì mình để ha. Mình sẽ để ra tổng điểm trắc nghiệm là 3 điểm. Mình chọn chia thì tự động nó sẽ chia điểm cho mình là một câu 025 ha, thầy cô. Rồi sau đó thì mình có thể nếu như có lời giải chi tiết thì mình sẽ đây thì lời giải thích chi tiết ở đây. Do mình không có thì coi lời giải chi tiết cho nó không có ha. Đây, ở đây nó có cái bằng đính kèm cho audio cho câu hỏi nè. Nếu như mình có giải thích cho câu hỏi thì mình có thể đính kèm thêm. Rồi một câu trắc nghiệm là 0,25. Còn cái này là tự luận nè, tự luận đây là 1 điểm. Nhưng mà ở đây trong cái đề của mình là 1 điểm rưỡi thì mình sửa này lại thôi. Đây là 1 điểm rưỡi ha. Rồi. Ở đây là câu 14 mình là 1 điểm luôn. Rồi câu 15 mình là 2 điểm ha. Câu 15 mình là 2 điểm thì mình sửa đây là 10 là 2 điểm. Câu 16 mình là 2 điểm rưỡi ha. Sửa đây là 2 điểm rưỡi. Rồi, ok. Câu này nó bị sai cái phông chữ ha. Khi một số câu bị lỗi phông chữ thì câu lại sửa trực tiếp ở trên anh chúng ta luôn ha. Này do cái phông chữ mà ông ta sử dụng ra là phông chấm em thai gì đó thì nó bị lỗi ha. Đây cái phông ban đầu của mình này, cho tam giác thì cái này là chấm em thai cho nó bị lỗi ha. Những cái phông thai New Roman thì nó sẽ không có bị lỗi phông chữ ha. Thì cô chú điều này thì mình có thể chỉnh sửa trực tiếp ở trên này ha, trực tiếp ở trên anh chúng ta luôn. Đây, mình sẽ sửa trực tiếp này. Rồi đây mình có thể sửa trực tiếp trên IOTA dễ dàng ha, đường cao AH gì đó. Rồi đây thì cho nó nhanh thì em đây sẽ copy cho nó nhanh ha. Mình cũng chuyển mã ha, chuyển từ Hello mình sang Unicode ha. Cho nó không bị lỗi phông chữ ha. Nếu như các bạn như thầy cô sử dụng phông chấm viết thay thì thầy cô đã chuyển sang Unicode ha để nó không có bị lỗi phông chữ. Rồi. Rồi sau đó mình bỏ đây lại, copy dán ra lại ha, cái này copy và dán ra. Rồi dán các cạnh của tam giác ha. Ok, xem như mình đã sửa phông chữ thành công. Rồi thì thầy cô có thể kiểm tra lại ha, trong quá trình mình nhập đề vào thì có sai sót đối với file Word thì nó ưa bị nhảy chữ ha. Thì mình kiểm tra lại đáp án và câu hỏi cho nên nó bị mất cái hình này, thì mình xem để mình vào đây chỉnh sửa ha cho nó và trước khi người ta lưu ha, lưu. Rồi thì sau khi thầy cô đã kiểm tra nếu cái đề chúng ta đã ok rồi thì chúng ta có thể lưu ha, thì mình có thể sửa lại cái tiêu đề của cái đề của mình ha. Rồi như đề kiểm tra chữa kỳ chẳng hạn. Rồi mình chọn luôn. Rồi thì mình sẽ đợi IOTA nó sẽ lưu ha. Nó sẽ có tổng cộng là 16 câu. Rồi bây giờ qua phần cấu hình đề. Cái phần này quan trọng nè, thầy cô phải chú ý cái phần cấu hình đề này ha. Cô phải thiết lập ha. Ở đây ví dụ cái đề mình thi bao nhiêu phút thì mình sẽ để bao nhiêu ha. Ví dụ như mình thi 60 phút thì mình để 60, còn 45 phút thì mình để 45 thôi. Thì ở đây thời gian nếu mình để không, mình nhập không thì nó sẽ không giới hạn ha, không giới hạn thời gian, tức là học sinh nó làm khi nào nộp thì thôi, không giới hạn. Thời gian cho phép thi thì thời gian phép thi là mình sẽ để thời gian là học sinh sẽ bắt đầu vào ha. Nếu như mình bỏ trống thì nó sẽ không quy định thời gian, tức là học sinh muốn vào thi chừng nào vào. Còn nếu mình muốn quy định thời gian thi thì thầy cô có thể chọn ví dụ như bắt đầu thi từ ngày nào đó đến từ mấy giờ đến mấy giờ thì mình có thể quy định cái thời gian cho học sinh vào thi. Ví dụ như mình cho bữa nay bao lâu giờ này thì mình chọn ok. Rồi cho đến cách nhau thường cái thời gian bắt đầu thì mình cho cách nhau khoảng 5 đến 10 phút rồi thầy cô ha. Tại vì nếu như thời gian dài quá, nếu cái thời gian bắt đầu cho phép vào thi và thời gian kết thúc vào thi cho phép vào thi mà nó dài quá thì học sinh sẽ làm tăng thời gian lên ha. Ví dụ như là nếu mình cho ở đây nó tới 20 phút thì xem như học sinh nó vào, nếu như nó vào sớm thì nó có thể làm tới 80 phút. Cô lưu ý đây
Giờ thi này mình để khoảng 5-10 phút thôi. Còn nếu không thì mình bỏ trống luôn là nó muốn vào thi chừng nào vào. Thì cái đó là tùy thầy cô thôi. Tức là học sinh nào vào trễ á, vào trễ khoảng cái thời gian này thì sẽ không thể vào làm bài được ha. Thầy cô lưu ý điều này. Rồi. Rồi ở đây thì mình có thể cho là chỉ thi một lần. Rồi giám sát tự động. Thì nếu mình kích chọn giám sát tự động thì anh ta nó sẽ giám sát cái quá trình thi của học sinh, tức là học sinh có thoát trang hay không, hay là có thoát cái màn hình hay không. Tuy nhiên khi để giám sát tự động thì học sinh sẽ không thể phóng to được cái màn hình để xem câu hỏi ha. Thì do đó thì mình có thể bỏ chức năng này đi, có thể giám sát hoặc không ha. Nếu như đề quạt thì mình có thể chọn giám sát, thì đề quạt thì nó chữ nó to gõ thì học sinh không cần phải phóng to. Tuy nhiên nó như đề PDF thì mình học sinh nó cần phóng to để có thể nhìn thấy chữ nó rõ hơn ha. Rồi mình chọn đảo câu hỏi và đáp án, để cho câu hỏi và đáp án của mỗi em nó sẽ khác nhau. Rồi ở đây thì mình sẽ cho phép xem đáp án khi thi xong hoặc là khi tất cả thi xong. Thì có nghĩa là khi tất cả các học sinh trong lớp thi xong thì mình mới cho xem đáp án ha. Thì đó là tùy ý thôi, thầy cô muốn cho tất cả thi xong cũng được ha. Rồi ở đây thì hoặc là không cho xem đáp án luôn cũng được, thì mình nên chọn khi tất cả thi xong ha. Thì khi tất cả các em học sinh trong lớp thi rồi thì có thể được xem đáp án và cho phép xem điểm khi thi xong. Cái này thì mình nên cho xem điểm ha. Cỡ này thì ai được phép thi thì mình có thể chọn tất cả mọi người hoặc là chọn lớp được ghép ha. Chọn lớp được ghép có nghĩa là tất cả mọi người, thì có nghĩa là ai cũng vào thi được hết, ai cũng thi được hết. Còn mình chọn chọn các lớp được phép thì ở đây mình có thể chọn một lớp nào đó thi thôi ha. Thì cái đó là tùy ý của mình. Thì khi mình chọn một lớp nào đó thì lúc này thì chỉ lớp đó là được vào thi thôi à, thì học sinh của lớp đó được vào thi thôi, những cái học sinh của lớp khác thì những cái tên khác thì không thể vào thi ha, hoặc là lớp đó vào thi thôi để mình dễ quản lý. Thì đó tỷ thôi, thầy cô thôi à, tất cả mọi người thì tất cả mọi người có link à, có cái đường link thì đều có thể vào thi được ha. Rồi mình có thể lưu đề thi hoặc là xuất bản ha, lưu đề thi hoặc là xuất bản ra để cho các bắt đầu cho học sinh bắt đầu làm bài ha. Nếu mà lưu đề thi thì cái đề đó cũng được lưu lại nhưng mà nó sẽ học sinh sẽ chưa vào thi được ha, cũng có đường link luôn nhưng mà học sinh sẽ chưa vào thi được. Nếu mình chọn xuất bản à, xuất bản thì lúc này học sinh đã có thể vào thi à, bằng cái link này à, thì chỉ cần copy cái link này và dán ra thì sẽ như có thể vào thi được rồi. Rồi à, sẽ vào thi thì dán cái đường link này ra. Ok rồi. Rồi, ở đây thì nó sẽ tới giờ làm luôn rồi. Nếu như chưa tới giờ làm bài thì học sinh cũng sẽ chưa có vào thi được ha. Khi nào tới giờ làm bài thì học sinh mới có thể vào thi được. Ở đây rồi bắt đầu làm bài ha. Rồi, ở đây thì học sinh sẽ nhập cái họ tên của mình vào. À, nếu như mình ở đây mình không giao cho lớp thì học sinh có thể nhập bất kỳ họ tên nào vào cũng được. Còn nếu mình giao lớp thì học sinh chỉ vào được khi nhập đúng họ tên trong lớp thôi. À, ví dụ như mình nhập đây, đây một cái tên nào đó đi. Ok, cho xác nhận ha. Rồi ở đây thì đây là đề thi hỗn hợp của tự luận. Để trả lời câu hỏi tự luận bạn có thể làm trực tiếp hệ thống hoặc làm cái giấy chụp ảnh rồi gửi qua file đính kèm. Rồi, tức là mình có thể học sinh có thể làm trực tiếp hoặc là gửi file đính kèm và giấy nó với phần tự luận ha. Đã hiểu. Rồi, ở đây thì đã hiểu được giám sát bấm xác nhận để tiếp tục thi. Rồi, ok. Thế ở đây thì học sinh làm này chỉ cần chọn đáp án tương ứng thôi. Này mình chọn đại ha. Đáp án tương ứng nào đó thì học sinh chỉ cần chọn đáp án để mà vào bài làm thôi, khá là đơn giản ha. Rồi. Đối với công thức toán thì thấy rằng nó sẽ bị nhảy nè, à, thấy nó bị nhảy, nó không có được đẹp ha. Đối với công thức toán thì thầy cô nên xuất cái dạng PDF, up lên dạng PDF rồi hả chuyển lên thì nó sẽ ok hơn. Rồi ở đây thì đây mình chọn lại ha. Rồi ở đây thì câu này thì nó mất tiêu cái hình luôn. Rồi bây giờ mình chọn đại ha. Rồi câu 13 thì học sinh có thể gõ trực tiếp vào đây hoặc là các em có thể đính kèm vào. À, thì để đính kèm thì các em có thể gõ vào đính kèm thôi. Đây ví dụ như học sinh có thể gõ trực tiếp vào đây cũng được ha. Cái đó thì tỷ ví dụ như các em có thể gõ vào chứng minh à, gì đó, cái này nó bị lỗi phông chữ rồi. Rồi sau đó thì hoặc là có thể đính kèm đây, đính kèm bài tự luận ha, đính kèm bài tự luận chọn đây, thì học sinh có thể up bài file bài của mình lên,
hoặc là có thể nộp, nếu như hoặc nộp bằng điện thoại thì có thể dùng điện thoại để quét mã QR này để có thể nộp bài, để tải bài lên ha. Rồi sau đó hoặc là bạn trình duyệt bằng điện thoại để mà vào cái đường link này để gửi bài lên. Ở đây vào máy tính thì chỉ cần nhấp vô đây thôi, rồi nó sẽ cho phép mình tải một cái file lên ha, cái file lên để mà nộp bài. Thì đây thì học sinh có thể nộp một cái file ảnh, một cái file PDF ha, bất kỳ một cái file gì, ảnh hoặc là file PDF nào đó lên để mà nộp bài. Thì cái đó là tùy ý của các em thôi. Ở đây giả sử như mình chọn một cái bài file ảnh đi, và ảnh học sinh có thể làm dân tộc thì sau đó chụp hình gửi lên cũng được ha. Đây ví dụ như đây gửi lên một file ảnh ha. Rồi nếu như muốn gửi thêm nữa thì có thể chọn thêm thôi ha. Rồi có thể gửi nhiều file ha, học sinh có thể gửi nhiều file rồi chọn xác nhận. Ok, rồi sau khi đã làm xong trắc nghiệm và nộp luôn phần tự luận thì học sinh có thể là nộp bài. Rồi sau đó học sinh chỉ cần nộp bài thôi. Rồi ở đây thì nó báo là còn 55 phút nữa, còn thời gian còn lại nè, họ có chắc chắn nộp bài hay không thì học sinh chỉ cần chọn hoàn thành ha, là xem như đã nộp bài xong. Điểm trắc nghiệm là 1 điểm thì tức là chỉ có đúng là 4 trên 16 thôi ha. Rồi đây có thể xem đáp án chi tiết, thì đáp án thì chỉ được xem khi mà hết giờ mới được xem ha. Đây rồi bây giờ mình sẽ vào phần đề thi. Ở đây thì cái đề toán hồi nãy mình mới up lên hồi nãy nè, thì mình có thể vào để mình xem coi ai đã từng thi, thì mình sẽ vào đây đề toán ha. Rồi vào không đây thì nó sẽ có một người nè, một người đã nộp rồi nè, thí sinh tự do đó. Đây mình có thể chỉnh sửa lại nha, có thể chỉnh sửa lại đây cái tiêu đề của cái bài nè, đề toán này chỉnh sửa lại cũng được ha, thầy cô có thể chỉnh sửa lại để kiểm tra thường xuyên là kiểm tra định kỳ gì đó, giữa kỳ gì đó ha, thầy cô có thể sửa phần tiêu đề này lại và có thể chọn lưu ha. Rồi sau đó thì thầy cô có thể lưu lại, lưu lại rồi quay lại. Rồi ở đây thì thầy cô có thể vào đây để chấm nè, vào đây nè, vào tên học sinh ha, đây để xem bài học sinh và những cái câu nào đúng câu nào sai thì nó hiển thị ra à, của học sinh đó. Rồi rồi đó, còn ở đây thì điểm cuối là mới có 1 điểm thôi, đó là trắc nghiệm ha, để trắc nghiệm tự luận chưa chấm. Ở đây nó yêu cầu mình qua tab tự luận nè, thì ở đây thì mình có thể chấm đây, ở đây mình có thể nhìn đây mình chấm, rồi sau đó thì ở đây mình cho điểm, ví dụ như đây mình cho 1 điểm. Rồi câu 14 thì mình có thể nhìn đây mình chấm ha, để nhầm tùy theo thầy cô thôi. Rồi xuống đây cái phần hình dưới này thì xuống xuống dưới này sẽ có phần hình nè, hình này thầy cô có thể chấm ha, ví dụ như một chạm vào một là chữ D, còn hai là chữ S ha, bây giờ chạm một hai hai là chữ S nè, còn nếu mình chạm một cái nháy một cái này là chữ D là đúng ha, nháy một cái thì nó sẽ là chữ D, còn mà nháy hai cái là chữ S là nó sai ha. Thì cô có thể chọn đây, có thể chọn đây để chỉnh sửa lại nè, ví dụ như đây cái xóa tắt vẽ xóa cũng được ha, như đây xóa xóa cái bút này. Đó, mình có thể, ở đây thì mình có thể xóa luôn à, chọn để mình xóa lại, nếu mình chấm sai mình có thể xóa lại, xóa để mình chấm lại nha, mình nháy đúp chuột vô để mình xóa được chưa, à, để nháy đúp chuột vô xóa lại ha. Đây là mình viết vào cái bài của mình, viết vào bài của học sinh có thể vào để viết thêm, nếu như mình có cần ghi chú gì thêm á, thì để viết ha. Rồi tắt vẽ ha. Rồi bây giờ mình có thể chấm lại ha, để chọn đúng sai gì đó để chấm lại, để đúng sai gì đó ha, thầy cô lại chấm vào đây. Rồi sau đó thì cô có thể cập nhật điểm thôi, cập nhật điểm ví dụ như ở đây là câu này cho 1 điểm, câu này cho 2 điểm thì mình cập nhật vô, mình lưu điểm, thì lúc này tự động nó sẽ thêm cái điểm ha, đây nó sẽ thêm vô, sẽ chấm điểm thêm vô đây là 4 điểm là được 5 điểm. Đó là trường hợp là cô chấm từ điểm tự luận ha, tự luận này số lần thoát màn hình là không, số lần thoát trình duyệt là không, thời gian làm bài nó sẽ hiện ra là từ mấy giờ đến mấy giờ ngày nào ha. Rồi ngoài ra thì cô còn có thể xem cái danh sách, xuất ra được cái danh sách người làm, danh sách người làm người thi cũng được, đây có thể xuất ra luôn đây, đây xuất ra Excel điểm lần thi nè, rồi em xuất ra được cái file Excel là điểm của học sinh của lớp mình làm.
Xuất ra thì có một người làm thôi. Và số câu bao nhiêu điểm nó hiện ra đây. Đây thì em có một cái đề đã làm cho học sinh kiểm tra rồi. Thì ở đây nó đã kiểm tra xong thì mình có thể xem thấy được điểm của các em rồi. Ở đây thì mình có thể xuất ra ha, xuất ra. Rồi xuất ra hết. Xuất ra thì cho phép mình có thể ghi điểm được dễ dàng hơn. Ok. Đó, thì nó sẽ ra điểm hết ha. Số câu trả lời đúng rồi. Về số điểm đây, đây là nhà đề chỉ có trắc nghiệm thôi. Đây thì có một có em chưa thi, có những em chưa thi thì nó sẽ để là chưa thi. Rồi. Thi rồi thì nó sẽ để là thi rồi nè, à, hiện điểm kìa. Rồi. Thì đó là cái trường hợp mà học sinh trường hợp mà làm bài kiểm tra hoặc xuất bài ra, xuất kết quả ra. Ở đây thì theo lớp thì có 19 nè, còn tự do này thêm tự do để vào làm thêm ha, là những cái tên này là không có trong danh sách lớp thì có thể vào làm, thì cũng hiện bên đây tự do cho mình. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn tiếp theo, thì em sẽ hướng dẫn cách để mà đăng bài bằng cái file PDF, bài PDF ở trên Ayuta. Thì đối với bài đăng bài bằng cái Ayuta PDF thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ sau khi thầy cô đã soạn xong một cái đề như thế này, thầy cô sẽ xuất nó ra dạng PDF ha. Thì để đối với file Word để xuất ở PDF thì chúng ta làm như sau. Thì chúng ta vào file, chúng ta vào export ha. Export. Thì đây chúng ta sẽ chọn là Read PDF ha. Chọn Read PDF ha. Rồi bây giờ mình xuất ra PDF. Bây giờ mình xuất ra đề toán PDF, đề toán chính PDF chẳng hạn. Giờ mình chọn Public ha, Public. Đây thì nó đã có rồi, thì em đã xuất trước đó rồi. Thì em có thể chọn tên khác ha. Hoặc là có thể chọn thay thế nó. Chọn thay thế nó luôn. Ok. Rồi sau khi em đã xuất ra được rồi cái đề PDF rồi thì nó hiện ra như thế này, cái đề nó sẽ như thế này đây, đây đó là cái đề của mình đã được xuất PDF. Khi xuất PDF thì cái công thức của mình nó sẽ đảm bảo không có sai ha, chính xác hơn khi mình up lên Ayuta. Rồi bây giờ mình up thử lên Ayuta ha, bây giờ chọn tạo đi, rồi mình chọn ở đây thì nó có hai loại PDF, nhưng mà cái PDF này thì nó sẽ không cho phép mình đảo đáp án ha, cho mình chọn PDF này. Rồi mình chọn kéo thả hoặc là kích vào đây để up lên. Rồi ở đây mình chọn đề toán lớp 9 nè. Rồi chọn phần. Ở đây thì mình sử dụng PDF 2.0 ha. Thì nó cho phép mình xuất luôn cả đảo luôn cả câu hỏi và đáp án. Còn PDF 1.0 thì nó sẽ không cho thầy cô phải tự chọn đáp án nữa, nó sẽ lâu hơn. Đây là hướng dẫn nè, à, thì nhãn câu hỏi cũng là câu 1, câu 2, câu 3, rồi nhãn cái đáp án là A, B, C, D, E ở vùng nội dung của một đáp án, có hiện ra vùng nội dung của một đáp án luôn, đúng. Rồi, hệ thống sẽ không nhận diện được đáp án A, B, C, D những câu 4 và 4, 6, à, tức là những câu này là nãy là tự luận như đó, nó không nhận diện được thôi. Rồi, tôi đã hiểu. Ok, thì nó sẽ nhận dạng đây, nó sẽ tự động nó nhận dạng cho mình dạng PDF ha. Nó sẽ nhận dạng nó tự động cắt ra PDF luôn cho với người Ayuta này. Đó, này này nó sẽ có hình lên đây luôn ha. Rồi có hình ảnh ở trong này cho mình luôn, câu 13, 14, 15 gì đó nó sẽ nhận dạng luôn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nhập tên đề thi, thì thầy cô nhập tên đề thi đây, ví dụ như là kiểm tra giữa kỳ một chẳng hạn. Rồi tổng điểm, tổng điểm thì ở đây thì 10 điểm, số câu là 13, câu 13 tự luận, câu 15, à đây nó nhận diện là câu 15 là trắc nghiệm ha, nó nhận diện là câu 15 là trắc nghiệm luôn, mình chọn lại là tự luận nha thầy cô, tại vì đây nó còn A, B, C nó nhận diện luôn là trắc nghiệm nè, vì nó nhận diện được có 3 câu tự luận thôi, giờ mình là 4 câu đó. Rồi ở đây là mình sẽ có tổng điểm là 3 điểm cho 12 câu trắc nghiệm. Rồi, chọn chia điểm. Rồi, câu 025. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chọn lưu lại ha, lưu cái đề lại. Rồi mình sẽ đặt tên đề như này và chọn lưu lại. Rồi,
Rồi, tương tự như đối với đề quật ha. Đối với đề quật thì ta vẫn tương tự như hồi nãy thì ta cũng sẽ cấu hình đề thi như sau. Thì thứ nhất là thầy cô sẽ chỉnh thời gian thi có lẽ là 45 hoặc là 50 phút ha. 45 hoặc là 60 gì đó tùy theo cái đề của thầy cô. Rồi thầy cô luôn sẽ chọn thời gian cho phép vào thi. Thì nếu như mình bỏ trống thì nó sẽ không định thời gian, tức là học sinh muốn vào giờ nào cũng được ha. Rồi ở đây thì giả sử như cái đề này mình bỏ trống luôn. Còn nếu như quy định thời gian thì những em vào trễ sẽ không có vào được ha, thầy cô lưu ý rồi này. Rồi ở đây thì mình cho phép chỉ thi một lần. Rồi giám sát tự động. Hay là đối với PDF thì mình có thể chọn giám sát tự động ha. Rồi sau đó để đảo câu hỏi và có đáp án. Rồi. Như mình có thể bỏ giám sát tự động ha, đối với đề PDF. Rồi khi tất cả thi xong. Rồi. Để học sinh đảo bỏ sẽ tự động để học sinh có thể phóng to thu nhỏ cái màn hình của bài làm lên. Rồi, chúng cho phép sẽ đoán khi tất cả thi xong. Rồi ở đây mình có thể chọn lớp ha, thì chọn lớp. Thì khi thầy cô chọn lớp nào đó vào thi thì xem như thì khi chúng ta gán một lớp nào đó thì học sinh phải đăng nhập vào tài khoản ha, phải đăng nhập vào Anjuta thì mới thi được ha. Thầy cô lưu ý này, tức là học sinh phải đăng nhập vào thì mới có thể thi được. Còn nếu như mình chọn tất cả thì học sinh không cần đăng nhập vẫn có thể vào thi được ha, và tất cả mọi người đều thi được. Còn nếu chọn các lớp thì học sinh phải đăng nhập vào đúng cái lớp của mình thì mới thi được. Ví dụ như ở đây mình chọn 10A2 đi. Ở đây là xác thực thông tin của học sinh, thì lúc này học sinh phải xác thực cái thông tin khi thi họ tên lớp trường gì đó. Này mình bỏ này đi ha, khỏi cần xác thực. Ở đây mình sẽ chọn không cho đáp án ha, không cho xem đáp án luôn. Thầy cô lưu ý là khi thầy cô bỏ cái thời gian này, thời gian cho phép vào thi, thì lúc này khi chọn xem đáp án thì thầy cô phải chọn khi thi xong hoặc là khi tất cả thi xong ha. Giờ mình chọn khi thi xong thì nó xem được đáp án hoặc là không cho xem đáp án ha. Rồi mình chọn lưu, đây mình có thể chọn lưu đề thi hoặc xuất bản ha. Giả sử mình chọn lưu đề thi. Rồi thì ở đây mình đã lưu được đề thi, nhưng tuy nhiên học sinh khi dùng cái link này để vào làm bài thì vẫn chưa làm được ha. Lý do là đề thi nó chưa được xuất bản ha. Chưa xuất bản này, nó báo chưa xuất bản. Mình chọn copy. Rồi mình nhấn cần cho anh. Rồi bây giờ mình sẽ vào thi thử nha. Rồi, mình sẽ dán cái link này ra, mình vào thi. Rồi ở đây thì bài thi chưa được xuất bản ha. Đây nó báo như thế này là học sinh sẽ chưa vào thi được. Thì đó mình phải xuất bản cái bài thi ha. Bây giờ mình quay lại mình xuất bản đó ha. Rồi mình chọn xuất bản. Bây giờ sẽ vào thi lại thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào thi. Đây, nó sẽ có nè. Thời gian làm bài là 45 phút ha. Và số lượng câu là 16 câu. Rồi số lượng làm đề chưa có. Rồi mình chọn bắt đầu làm bài ha. Thì lúc này nó sẽ bắt đầu, bắt học sinh phải đăng nhập ha. Lúc hồi nãy khi mà mình chưa chọn lớp, mình chọn tất cả đều thi thì nó không bắt buộc đăng nhập. Nhưng mà khi mình đã chọn lớp thì sẽ phải đăng nhập ha, học sinh phải đăng nhập vào thì để làm bài. Thì đây mình sẽ đăng nhập thử ha. Rồi mình chọn đăng nhập. Rồi thì khi đăng nhập vào thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu là mình chọn một cái tên trong lớp để thi, chọn đúng tên của mình để báo danh với giáo viên. Thì nó sẽ yêu cầu chọn tên của học sinh trong lớp thì học sinh mới có thể vào thi ha. Đây bây giờ mình chọn thử một tên nào đó. Rồi nó hỏi bạn có chắc chắn chọn là tên này hay không ha. Thì đúng, chọn đúng tên này thì sẽ được vào thi ha. Chọn xác nhận. Rồi để thi là không hợp tự luận gì đó, tôi đã hiểu rồi. Ok, thì tới đây thì học sinh đã có thể vào làm bài ha. Thì khi làm thì học sinh vẫn có thể chọn đáp án. Đây thi làm bài thì học sinh có thể chọn đáp án, và đây nó có tên học sinh này, chọn đáp án tương ứng thôi, một A hay B gì đó. Đây, xin thầy chọn đáp án tương ứng ha. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ chọn lại ha. Đó. Xin cũng chọn đáp án tương ứng ha. Thì ta thấy đấy phần PDF thì nó sẽ hạn chế các lỗi về phông chữ ha. Thấy công thức này kia nó không có bị lỗi. Rồi, đó có phần tự luận. Thì học sinh cũng có thể làm bài trực tiếp ở đây. Hoặc là đính kèm vào bài tự luận ha. Đính kèm vào bài tự luận giống như là trên Word thôi, có thể đính kèm một cái file trên
điện thoại của các em à, hoặc là máy tính gì đó, đính kèm một cái file ảnh nào đó ha. Rồi, chọn một cái file nộp lên. Rồi chọn bài tập 2. Rồi, giờ chọn xác nhận ha. Rồi, ok, sau đó mình chọn nộp bài. Đây nó sẽ nó báo là còn thời gian nè, nhưng mà mình muốn nộp thì mình chọn hoàn thành ha. Để nộp bài. Đây, điểm trắc nghiệm là 0,75. Có thể học sinh có thể quay lại xem bài làm chi tiết. Thì cái này là chưa học sinh sẽ không được xem đáp án ha. Mình tắt chế độ xem đáp án rồi đó, học sinh sẽ không được xem đáp án ha. Cô. Rồi. Thì ngoài ra thầy cô còn có thể hủy xuất bản ha. Tức là khi mình đã xuất bản xong thì mình vẫn có thể hủy xuất bản. Trong trường hợp mình không muốn cho học sinh vào làm nữa thì mình có thể hủy xuất bản nha thầy cô. Ví dụ như ở đây mình ở đây thì nó sẽ hiện ra có một lượt làm nè, một lượt làm đề nè, bài nè. Thì đây đã là một có một một lượt làm bài ha, nó hiện lên sách lớp. Thì những em nào chưa thi nó sẽ hiện ra đây. Thì đây có một em là đã làm bài nhưng mà chưa chấm. Thì mình có thể hủy xuất bản ha, hủy xuất bản để cho học sinh không có thì lúc này thì học sinh sẽ không thể vào làm được nữa ha. Rồi thì đây mình có thể chấm, mình cứ vào đây chấm giống như là file Word hồi nãy thôi, mình cũng vào đây mình chấm bình thường ha, sẽ hiện ra câu hỏi. Rồi đến phần tự luận mình chuyển qua đây để mình chấm thôi giống như là trên file Word thôi ha. Rồi đây cái hình ảnh mình gửi lên nó sẽ hiện ra đây. Rồi thì đó là cách để mà tạo một cái đề thi trắc nghiệm bằng file PDF ha. Đây, xin như mình đã hướng dẫn xong cách tạo một đề thi trên phần mềm Ajuta. Thế đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thủ Thuật Tin Học để ủng hộ và xem được video mới nhất ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.